Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và các anh chị em thương mến trong bản tin Hoa Kỳ ngày 31 tháng 7 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu có một ngày mới thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Tiết lộ chi tiết hồ sơ tham nhũng của Joe Biden khiến cả thế giới hại hùng. Kính thưa quý vị, đồng hương thân mến, cái may mắn vĩ đại cho nước Mỹ và dân Mỹ là Cộng hòa đã chiếm được Hạ viện. Nhờ đó mà dần dần dân Mỹ thấy rõ ràng những mánh bung tham dũng và lạm quyền kinh hoàng của cha con nhà Biden. Trái lại, đảng Cộng hòa ngày ấy mà không chiếm được Hạ viện thì những chuyện này sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Tại vì việc Cộng hòa chiếm thế đa số trong Hạ viện đã là dịp đưa ra ánh sáng những chuyện thật động trời. Ít ai tưởng tượng nổi về tình trạng tham nhũng nhờ nhớp và khai thác quyền lực thô bạo của gia đình Biden. Đình. Dùng quyền hành trong tay để kiếm tiền cũng như tự bao che. So với những lạm dụng của Biden, việc Trump lưu giữ vài hồ sơ mật trong hầm nhà kho nghe như là trò trẻ con vớ vẩn nhất chính quyền biden đang cố gắng tận dụng bộ tư pháp để chụp lên đầu tổng thống trump những chuyện tay trời như là vi phạm an ninh quốc gia lạm quyền thậm chí là phản loạn nhưng tất cả đều được đa số dân mỹ kể cả không ít cử tri của đảng dân chủ coi như chỉ là những mánh mông chính trị dùng bộ tư pháp và fbi làm công cụ bịt miệng đối lập tranh cử tổng thống thôi trong khi đó hạ viện lại trưng ra những bằng chứng kinh hồn về tham nhũng và lạm quyền quy mô công khai và trắng trợn của cha con nhà biden thật ra chuyện tham nhũng trong chính trị là chuyện bình thường và ngay cả chuyện tham nhũng trong gia đình biden cũng đã được truyền miệng từ lâu nay cho dù chính quyền biden đang cố bưng bít nhưng quả là không ai có thể ngờ được tham nhũng trong gia đình biden có thể lại khủng khiếp như hạ viện đang dần dần đưa ra ánh sáng có lẽ ngay cả các dân biểu Cộng hòa đang khui những vụ tham nhũng này cũng đã không thể nào ngờ tình trạng bê bối trầm trọng đến vậy. Thưa quý vị, hiện nay Hạ viện vẫn còn đang tiến hành cuộc điều tra với hàng loạt điều trần. Do đó, chưa đi đến kết cuộc gì, chưa có báo cáo cuối cùng. Bảo đảm sẽ còn rất nhiều chuyện hấp dẫn từ từ loài ra. Xin quý vị đón xem. Trong đó có điều trần của chính công tố Waze, người đã điều tra, truy tố và điều đình với Hunter. Sau đó cũng chưa ai rõ sẽ có ai bị truy tố gì hay không. Sẽ có thể là không ai bị truy tố gì hết khi Biden còn nắm quyền toàn bộ máy chính quyền, Bộ Tư pháp và FBI trong tay. Nhưng đây cũng phải nói công tố Weiss có thể sẽ mất chóp sớm sau khi vụ thỏa thuận giảm án cho Hunter Biden bị quan tòa hủy bỏ và vụ truy tố cầu ấm Hunter sẽ qua trang mới mà chẳng ai biết sẽ đi tới đâu. Sẽ lòi ra những tội gì và cậu ấm Hunter sẽ bị xử trí ra sao? Chưa kể sẽ lòi ra vai trò của cụ ba đình như thế nào? Tuy chưa rõ ràng và chưa có kết cuộc, ta vẫn cứ thử nhìn qua xem những tham nhũng của gia đình ba đình đã đi tới đâu, người ta đã biết được những gì. Câu chuyện điều tra của Hạ viện hiện nay xoay quanh vụ cậu ấm Hunter trốn thuế. Xin phép nhắc lại, sau cả 5 năm dài lê thê lướt thước, công tố Davis Quay do Bộ Tư pháp bổ nhiệm để điều tra về việc cậu ấm trốn thuế và khai gian khi mua súng, cuối cùng đã cho biết đang truy tố cậu Hunter về. Thứ nhất, khai gian lợi thức trong 2 năm 2017-2018 để trốn thuế đầu 100.000 đô la mỗi năm. Và thứ hai là khi điền đơn mua súng thì khai gian là chưa hề hút sách gì, trong khi trên laptop cùng thời đó lại cho thấy cậu xây xưa bì mới truy tố thôi, chưa nói tới việc tòa xử. Theo thỏa thuận giữa cậu ấm và công tố, cậu Hunter nhìn nhận những tội trên sẽ phải đóng số tiền thuế thiếu thôi, không bị phạt gì khác cũng như là không đi tù như nhiều người khác phạm tội tương tự. Hạ viện mở cuộc điều tra không phải về chuyện thư thảo hậu hĩnh trong hậu trường nêu trên, bởi vì đây là chuyện của tòa án, mà vì đã có hai thanh tra của sở thuế IRS làm chuyện thổi còi. Một anh tên là Gary Stapley là trưởng nhóm thanh tra đặc biệt chuyên kiểm tra các vụ khai thuế lớn, bị nghi là có khai gian gì đó. Anh này đã bắt đầu lên TV và báo công khai tố cáo từ vài tuần qua. Và trong cuộc điều tra của Hạ viện, xuất hiện anh thứ hai tên là George Stigler, là thanh tra đặc biệt trong nhóm của anh Stapley, một người tự khai là cựu tri đảng Dân Chủ đồng tính và có chồng, và là chuyên gia truy lùng những vụ trốn thuế lớn trong 13 năm qua. Trên căn bản và tóm gọn nhất, hai anh này đã tố cáo. Bộ Tư pháp đã áp lực mạnh lên sở thuế vụ IRS để không được kiểm tra giấy khai thuế của chính vợ chồng Biden và các anh, các em, cũng như là con cháu của cụ, và cũng tìm cách giảm thiểu tội khai gian lợi tức để trốn thuế của cậu quý tử Hunter Biden. Sở thuế theo chỉ thị của Bộ Tư pháp đã gây khó khăn trói tay làm đủ mọi chuyện để ngăn cản cuộc kiểm tra giấy thuế của nhóm thanh tra đặc biệt mỗi khi rớ tới hồ sơ thuế của gia đình Biden theo hai anh này cha con của Biden đã lãnh được lợi tức rất cao nhưng khai rất ít hay thậm chí có nhiều món lợi tức là không khai luôn có thể lên tới cả chục triệu đô chứ không ít như là công tố Wade truy tố con số công tố Wade đưa ra chỉ là con số sau khi đã điều định, thương thảo với cậu Hunter không cần đi vào chi tiết chỉ xin tóm tắt lại là theo hai thanh tra này số tiền lợi tức cha con Biden nhận được mà không khai thuế có thể lên tới 17 triệu đô la là ít nhất vẫn theo hai anh này sở thuế được biết gia đình Biden đã mở ít nhất là 20 công ty ma để có thể nhận chuyển và rửa sạch số tiền tham nhũng mà không để lại vết tích liên lụy đến cha con Biden cầu ấm Hunter Biden khai tiền phí một hội đánh góp như là chi tiêu doanh nghiệp để khấu trừ thuế Số tiền là 10.000 đô này thực sự là tiền cậu chi ra cho một câu lạc bộ mại dâm sex club. Nôm na ra, ông Trump ăn bánh trả tiền bằng tiền túi đang bị công tố Brett truy lùng. Thế nhưng cậu ấm Hunter ăn bánh trả tiền bằng tiền thuế chúng ta đóng thì đang được công tố Wade bao che. Ngoài tội khai gian để trốn thuế, cậu ấm còn có thể bị truy tố về tội tham gia vào các hoạt động mua bán sex trafficking. Cậu ấm cũng ký chi phiếu công ty trả 18.000 đô la cho một cô gái không ai biết là trả tiền gì. Trong giấy khai thuế năm 2018, cậu Hunter khai lợi tức ít đi khoảng 267.000 đô la, do đó coi như là trốn đóng thuế là 100.000 đô la tiền thuế. Thanh tra Sapley cho biết, việc sở thuế mở cuộc điều tra về cậu ấm khởi đầu là một tình cờ. IRS truy lùng một trang mạng xét Porn Gap Pieces, tình cờ thấy tên cậu ấm Hunter Biden trong danh sách các khách hàng của trang mạng xét này. Vào hồi tháng 8 năm 2022, thanh tra Ziegler cho biết anh có cuộc họp qua điện thoại với bốn luật sư trong IRS bàn về các việc làm của cậu ấm Hunter Biden. Cả bốn luật sư đều đồng ý cần phải truy tố Hunter về cả tội nhẹ lẫn tội nặng nhưng sau đó một luật sư của Bộ Tư pháp, ông Matthew Graves, do Biden bổ nhiệm và đã từng ủng hộ tiền cho Biden vận động tranh cử, từ chối truy tố Hunter Biden. Anh Ziegler bàn với công tố đặc biệt Davis Quay và ông này đồng ý là Hunter đã phạm tội nặng. Tuy nhiên, ông Quay cho biết ý kiến truy tố Hunter bị nhiều luật sư trong Bộ Tư pháp cho biết sẽ chống đối. Cuối cùng thì như mọi người đã biết, công tố Wish điều đình với cậu ấm Hunter và hai bên thỏa thuận, cậu Hunter sẽ bị truy tố hai tội nhẹ trốn thuế và một tội khai gian khi mua súng và sẽ không bị đi tù hay là đóng phạt gì hết, chỉ phải đóng số tiền thuế cậu trốn không đóng thôi. Trừng phạt kiểu này thì cả nước sẽ tìm cách trốn thuế, cùng lắm bị bắt chỉ đóng lại số tiền thiếu tính ăn giang mà không được thôi. Khỏe ru. Câu cảnh giác đầu tiên của tất cả mọi người là chưa chắc hai thành tra này đã khai đúng hết sự thật. Dĩ nhiên, những chuyện động trời như vậy đâu có thể dễ dàng tình ngay được. Do đó, dĩ nhiên không kém là chúng ta cần phải có một cuộc điều tra quy mô cặn kẽ của một cơ quan trung lập, không trực thuộc Bộ Tư pháp của chính Biden, cũng không trực thuộc FBI. Chỉ vì hai cơ quan này đã bị nghi ngờ quá nhiều chuyện phe đảng, đã gần như biến thành một công cụ, một vũ khí chính trị của chính quyền Biden, vừa để tấn công đối lập như Trump chẳng hạn, vừa để bảo vệ, bao che cho các hoạt động tham nhũng hay gian lận bầu cử của chính Biden. Thực tế, đòi hỏi minh bạch trên nghe như trò đùa vì sẽ không bao giờ xảy ra khi Biden còn đứng đầu chính quyền, còn chỉ huy Bộ Tư pháp và FBI, và nhất là khi phái dân chủ trong Hạ viện vẫn còn khư khư ôm cứng tinh thần phe phái, bao che cha con Biden tối đa. Dân biểu Richard Neal của Massachusetts khoanh tráng tuyên bố rằng việc phe cộng hòa muốn công khai hóa giấy thuế của một công dân phản ánh tình trạng phe đảng trắng trợn và là đòn chính trị thấp hèn đối với uy tín của ủy ban này nghe có vẻ là có lý đấy cho đến khi sự nhớ lại chính dân biểu Richard Neal này là người đã hấp tấp phổ biến ngay giấy khai thuế của Trump cho truyền thông loa phường khai thác chống Trump. Ngay sau khi buộc tòa án bắt Trump phải cung cấp giấy thuế cho Hạ viện, chỉ vài ngày trước khi ông Neal mất job chủ tịch ủy ban vì phép Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm ngoái. Dân biểu dân chủ Jeremy Ruskin của Maryland cũng khoanh tráng không kém, khẳng định theo ông biết, cậu ấm Hunter đã tuyệt đối chẳng nhận được một ưu đại hay là phân biệt đối xử đặc biệt nào nhờ là con của Tổng thống. Ông Ruskin tố cáo phe Cộng hòa làm chuyện mất thời giờ và tốn tiền thuế của dân một cách vô lý vì chúng ta đang trực diện nhiều vấn đề cực kỳ quan trọng của đất nước như là lạm phát, chiến tranh Ukraine, hầm nóng trái đất, mà phe Cộng hòa chỉ lo những chuyện điều tra lắc nhắc vớ vẩn về một cá nhân. Nghe thì cũng có lý đấy thưa quý vị, cho đến khi sực nhớ lại, phe dân chủ còn nắm quyền đa số trong Hạ viện. Họ cũng không rảnh là lo đi chuyện lạm phát, Ukraine, hâm nóng địa cầu, mà chỉ lo chuối mũi vào việc Trump ăn bánh trả tiền với cô đạo phim người lớn cách đây cả chục năm, hay là khai thuế rất rối quá khiến cho các dân biểu chẳng hiểu gì hết, cứ vặn bừa là Trump trốn thuế. Bà dân biểu cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng hai thanh tra thổi còi này là giống như hai tên hề đang đóng tuồng, chẳng có gì đáng tin. Xin nhắc lại năm 2022, khi Hạ viện trong tay đảng Dân Chủ truy lùng Trump, muốn khuyến khích các quan chức là phản Trump khui chuyện hậu trường của nội các Trump, thì bà Nancy Pelosi và phe Dân Chủ nức nở ca tụng thổi còi và cố áp lực tung ra luật mới không bắt nhà nước phải tôn trọng họ, để ý đến những tố giác của họ và phải bảo vệ họ, cấm không được bôi bát, miệt thị, trả thù, sa thải hay là có biện pháp trừng phạt nào khác. Tất cả các dân biểu Dân Chủ nhất trí bầu cho luật này 100%. Bây giờ gió đổi chiều, đảng Dân Chủ và bà Pelosi đổi giọng. Chính trị gia, nhất là của đảng Dân Chủ như là các tay Neil Ruskin Pelosi là những người mặc trời trắng bóng, này nói vậy, mai nói kia, tinh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Hậu quả của cuộc điều tra của Hạ viện như thế nào? Hạ viện đang điều tra thật đấy, thế nhưng Hạ viện không có quyền truy tố hay là bắt giam bất cứ ai. Hạ viện chỉ có quyền điều tra, báo cáo rồi đề nghị Bộ Tư pháp truy tố ra tòa rồi ra lệnh cho FBI bắt giữ thủ phạm thôi. Nếu Bộ Tư pháp không đồng ý, không truy tố và không chỉ thị cho FBI bắt ai hết, thì câu chuyện chấm dứt tại đó, chẳng ai bị truy tố gì, hết chuyện. Ở đây phải nói ngay, chuyện điều tra về thuê má chỉ mới là món điểm tâm mà thôi. Kế tiếp, Hạ viện sẽ đào sâu vào những chuyện lem nhem của cậu ấm với Ukraine, với Trung Quốc, rồi sẽ đi tới chuyện vai trò của chính cụ Biden trong tất cả những chuyện làm ăn phi pháp đó. Từ giờ tới ngày bầu cử của năm 2024 sẽ còn dư quá nhiều thời giờ để hạ viện khui khủng mắm Biden. Việc khui khu mắm Biden xoáy vào chính của Biden dường như đã bắt đầu khi thượng nghị sĩ George Gladdy của Cộng hòa công bố một tài liệu bí mật của FBI. Cuối cùng thay một lời kết Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và các anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.